Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của kênh Khương Troll. Ở clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái loại nút thắt cực kỳ thú vị mà các nhà ảo thuật thường hay biểu diễn để cho các bạn xem. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn vừa thư giãn và giải trí và có thêm những kiến thức trong cuộc sống. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây các bạn nhé. Khi mình thắt nút này, mình thắt một thắt nút này. Đó, mình sẽ thắt thêm một nút nữa. Đó. Và mình sẽ thắt thêm một nút nữa. Đây các bạn nhé. Đó. Và mình sẽ thắt thêm một nút nữa. Đó. Và điều đặc biệt của cái nút thắt này là khi mình đã thắt được như thế này thì mình cầm hai cái đầu dây này. Đó, mình kéo ra. Đây mình sẽ kéo ra. Đó. Đó. Các bạn thấy điều gì thú vị ở cái nút thắt này không ạ? Đó, mình kéo nữa. Đó. Khi mình thắt rất là chắc chắn và rất nhiều nút thắt, nhưng mình chỉ cầm hai cái đầu dây, mình kéo ra là nút thắt được tự cởi. Nếu các bạn theo dõi thấy hay và thú vị thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký bật chuông để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của mình. Chào, bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.